Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nếu ngồi quá lâu trong phòng kín và phải tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính, thì những người làm văn phòng rất dễ mắc phải các bệnh như tim mạch, tiểu đường, béo phì. Hãy cùng điểm qua những thói quen xấu mà dân văn phòng thường hay mắc phải khiến sức khỏe ngày càng đi xuống mà bạn cần phải thay đổi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. tư thế xấu. Những tư thế xấu phổ biến của dân văn phòng là vai gù và cột sống cong với cổ và đầu hướng về phía màn hình máy tính. Tư thế ngồi kém thường dẫn đến đau lưng và cổ. Đau cổ và lưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc cũng như mức độ năng lượng. Vì vậy, khi đau cổ và lưng do tư thế ngồi, hãy tập tư thế yoga chó úp mặt để giúp tăng lưu lượng máu về não bộ và giảm đau cổ và lưng. Nhịn đi tiểu Do đang mải mê với công việc nên nhiều người thường cố gắng nhịn đi tiểu để hoàn thành nốt phần việc còn dang dở. Tuy nhiên, nếu chỉ nhịn tiểu một vài lần thì không có gì quá nghiêm trọng, nhưng khi tạo thành thói quen cá nhân thì nó sẽ trở thành tật xấu gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe của dân văn phòng nhịn tiểu nhiều có thể làm hỏng cơ thắt gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang và một số vấn đề khác. Thêm nữa, thói quen này còn có thể phá hỏng cơ vòng và khiến cho các cơ không thể đàn hồi, kéo theo đó là chứng tiểu tiện mất kiểm soát gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của bạn. Lười uống nước Mỗi ngày cơ thể chúng ta cần bổ sung đủ từ 1,5 đến 2 lít nước, do đó nếu dân văn phòng không chú ý đến việc cung cấp đủ nước thì quá trình chuyển hóa trong cơ thể và chức năng của thận cũng sẽ bị suy giảm. Điều này khiến cho các tế bào không có đủ lượng nước cần thiết và gây ảnh hưởng lớn đến quá trình đào thải độc tố dư thừa ra ngoài. Không chú ý đến việc ăn uống Dân văn phòng thường xuyên phải chạy đua với thời gian do yêu cầu công việc ngày càng khắt khe. Buổi sáng bận rộn, nhiều người còn bỏ qua bữa sáng và dành rất ít thời gian để ăn trưa. Chính điều này khiến cho dân văn phòng có nguy cơ mắc bệnh về dạ dày và việc không ăn uống đầy đủ còn có thể gây ra tình trạng hoa mắt chóng mặt, thiếu tỉnh táo. Sử dụng tai nghe quá lâu một số người có thói quen sử dụng tai nghe trong khi làm việc để tăng độ tập trung cao. Thế nhưng khi bạn sử dụng tai nghe quá lâu thì có thể làm suy giảm thính lực về lâu dài, cũng bởi khoảng cách âm thanh truyền qua tai nghe sẽ làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh thính giác và nguy cơ cao gây điếc, mất thính lực về sau. Ngồi quá lâu trong phòng điều hòa khi bạn ngồi quá lâu trong phòng điều hòa thì rất dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp hay nhức đầu viêm mũi, cảm cúm, khô da. Ngoài ra nếu đang ngồi trong phòng điều hòa mà bước ra ngoài đường giữa trời nắng nóng còn tăng cao nguy cơ sốc nhiệt. Vậy nên, thay vì ngồi quá lâu thì bạn nên đứng dậy vận động giữa giờ trong khi làm việc để tránh mắc phải những tác hại không tốt cho sức khỏe. Thường xuyên đi giày cao gót nữ nhân viên văn phòng thường hay mang giày cao gót khi đi làm tuy nhiên việc mang giày cao gót liên tục trong nhiều giờ đồng hồ sẽ khiến chân bị áp lực sưng và đau đặc biệt sẽ khiến cho vòng chân bị còng xuống do đó cần chữ sẵn một đôi đế bệt những lúc không cần thiết tranh thủ tháo giày cao gót và xỏ đôi này Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, chúng tôi xin đưa ra 6 cách bảo vệ sức khỏe không thể thiếu khi làm việc ở văn phòng. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.